Hôm nay có một người khách đặt hàng một cái USB bên shop mình và yêu cầu cài ND boost vào trong USB. Thì sẵn đây mình làm video luôn ha, cho mọi người cùng xem ha. Chúng ta cùng bắt đầu ha. Mở Google Chrome lên. Rồi gõ chữ ND V boost full. Cách ra full ha, enter. Rồi các bạn vô cái link học IT ngay.com, bấm đây, rồi kéo xuống, chọn Google Drive, bấm vô chuột phải vô cái file ndv boot, bấm tải xuống, rồi bấm vẫn tải xuống, rồi đợi nó tải về. Sau khi tải file về xong rồi thì mình bấm vô đây ha, mình chọn là hiển thị trong thư mục ha, rồi nhấp chuột phải vô cái file vừa tải về, chọn attach to ha. Rồi nó đang giải nén ha, giải nén xong rồi nó ra một cái thư mục thư mục y chang vậy ha. Nhấp đúp vô thư mục này, nhấp đúp lần nữa, rồi mình giải nén tiếp cái file này, nhấp chuột phải vô, chọn là attach tiếp ha, attach to ha, ndv. Rồi mình nhập mật khẩu này vào, mình nhập mật khẩu vào đây ha, mật khẩu là đây, mật khẩu là số này, các bạn copy thôi, rồi dán vô đây, rồi bấm ok là bắt đầu nó giải nén ra ha. Đó, nó giải nén ra một thư mục giống vậy nữa, rồi bắt đầu ở đây là bắt đầu mình cài ha. Rồi bước này thì mình lấy cái USB ha, USB mà anh khách này anh đặt là 32GB Micel nè. Nó USB mình cắm vô máy tính rồi để bắt đầu mình tiến hành mình làm cái USB boot nha. Sau khi cắm USB vào thì mình nhấp chuột phải vô cái file one click ND boot nha. Nhấp chuột phải vô đây, chọn là run administrator ha. Rồi nó hiện lên một cái bảng màu đen như thế này thì mình bấm phím số 1 là tiếng Việt. Enter. Tiếp theo là mình bấm mình chọn cái ổ USB của mình là ổ số 1 nha, là 32GB đây, còn ổ số 0 là ổ đĩa SSD của mình nha, đừng có chọn nhầm chỗ này nha. USB của mình bao nhiêu GB thì mình chọn số theo cái USB nha, ở đây là số 1 thì bấm số 1 rồi enter. Rồi tiếp theo bước này mình bấm chữ y dài nha, là để z á, bấm chữ y dài xong bấm enter. Rồi bước này thì mình chỉ cần bấm enter thôi, không cần làm gì thêm ha, enter. Rồi bước tiếp tục này mình bấm chữ y dài tiếp, rồi mình bấm enter tiếp, rồi đợi nó chạy ha, nó đang chạy nè, 95%. Bước tiếp theo đang chạy là 40% nè, hiện tại 40/40%. Trong quá trình này mình chỉ việc ngồi đợi thôi, mình không cần phải làm gì hết, chỉ có những cái thao tác đầu tiên thôi, giờ ngồi đợi và đợi chờ nó xong. Là khi nó chạy xong thì nó sẽ hiển thị là bạn đã tạo USB boot thành công. Đó. Bấm một phím bất kỳ để thoát ra. Ha. Mình bấm enter là để mình thoát ra nha. Enter là xong. Rồi đã hoàn thành USB boot. Giờ mình test thử ha. Rồi đóng máy lên mình bấm phím delete liên tục là phím này ha. Delete liên tục để vào trong BIOS. Và trong BIOS cái mình qua mình chỉnh cái boot USB nha. Qua phần BIOS này. Và mình xuống mình chọn là phần mục boot option 1 nè. Boot option 1 này mình enter rồi mình chọn UEFI ha. Chữ UEFI rồi chữ USB nè, cái giữa ha. Đó. Đó. Rồi mình F10. Bấm F10, enter. Ưu tiên boot USB. Rồi, bây giờ nó sẽ chạy vào trong USB nha. Bấm enter để chạy luôn. Đây là giao diện của ND boot nha. ndv boot nằm trên USB của WinBear trên USB để cứu hộ, để cài đặt Win rồi God Win rồi cứu hộ dữ liệu ha, phá mật khẩu Windows ha. Rồi nhiều thứ khác, nhiều cái trong đây rất là hay ho ha. Rồi đã hoàn thành.